bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 832, không hổ là đệ tử của vân tử mặt ta. Ma Long Thang, một nhóm người thiên minh đến nơi này, chỉ cần đi qua Ma Long Thang là bọn họ sẽ đến Đông Đại Lục. Vân tử mặt nhìn các đệ tử mặt trang phục của tông môn thương lan thiên tông cách đó không xa, có chút xúc động, nước mắt lưng tròng. hắn không có tâm cảnh như những lão già làm trưởng lão thiên minh mấy chục năm kia, bọn họ có thể làm được, chỉ cần thế lực cũ không bị hủy diệt, bọn họ sẽ không quan tâm, nhưng vân tử mặt thì không được, ít nhất hiện tại hắn không làm được, một nhóm người. Chậm rãi đi về phía ranh giới của Ma Long Thang, đứng lại, các ngươi là ai? Khi mấy người thiên minh bước qua ranh giới đã bị một giọng nói gọi lại, Hoàng Sương mang theo vài tên đệ tử Thương Lan Thiên Tông cùng đệ tử Thiên Vô Thiên Tông ngăn cản mấy người thiên minh này lại, ồ, phong trưởng lão, thì ra là ngươi, mau mời mau mời, khi Hoàng Sương nhìn thấy người dẫn đầu là Phong Phi Trần thì biết người đến là ai, hắn lập tức nên đón mười mấy vị lão tổ tông thiên minh này về phía Ma Long Thang thuộc Đông Đại Lục. Khi hắn vô tình nhìn thấy Vân Tử mặt nhìn chầm chầm bọn họ. Có chút kỳ quái, vì sao vị trưởng lão thiên minh này lại nhìn chầm chầm bọn họ như vậy, hơn nữa vì sao vị trưởng lão này lại quen mặt như thế, giống như đã từng gặp ở đâu đó, khi bọn họ đi ngang qua đám người Hoàng Sương, đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hoàng xương, hắn quay đầu hô to với mười mấy lão già thiên minh, chờ đã, ngươi, ngươi ngươi ngươi, hoàng xương nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ, nhìn chầm chầm vân tử mặt, sau khi nhìn vân tử mặt vài lần, cuối cùng hắn cũng xác. Định được người trước mắt là ai, vội vàng quỳ xuống lớn tiếng nói, đệ tử hoàng xương bái kiến lão tông chủ. Mấy tên đệ tử Thương Lan Thiên Tông khác sau khi nhìn thấy hành động này của Hoàng Sương lập tức cũng làm theo, quỳ trên mặt đất hô to bái kiến lão tông chủ, vân tử mặt nhìn các đệ tử thương lan thiên tông quỳ lạy trước mặt mình, lập tức cúi người đỡ từng người dậy, hai mắt hắn có chút ướt ác, đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng gặp lại người thân, trong mắt hắn, tất cả đệ tử thương lan. Thiên tông đều là người thân của hắn, đều là hậu bối của hắn, vân tử mặt vỗ vỗ vai hoàng xương nói, ha ha, ta đã rời khỏi thương lan thiên tông từ lâu, huống hồ hiện tại ta là trưởng lão thiên minh, sau này các ngươi có thể gọi ta là vân trưởng lão. Hoàng xương nghe vân tử mặt nói, không hề thất vọng mà là mừng như điên. Lão tông chủ vậy mà đã trở thành trưởng lão thiên minh. A, à, lão tông chủ người vậy mà là vân trưởng lão. Các đệ tử thương lan thiên tông khác nghe vậy, trên mặt vốn đang kích động, giờ càng thêm cuồng nhiệt. Cách đây không lâu, phong trưởng lão nói lão tông chủ của bọn họ hiện tại là trưởng lão dự bị, nhưng mà mới qua bao lâu lão tông chủ đã trở thành trưởng lão chính thức của thiên minh, đây hẳn là người đầu tiên ở đông đại lục đảm nhiệm chức trưởng lão chính thức của thiên minh, hoàng xương sau khi kích động qua đi, cũng đã hiểu rõ vì sao trong thời gian ngắn như vậy, lão tông chủ có thể ngồi lên. Vị trí trưởng lão thiên minh, sau khi hàng huyên với vân tử mặt vài câu, hoàng xương nói, vân trưởng lão, phía trước có truyền tống trận trực tiếp đến thương lan thiên tông chúng ta, mời đi theo ta, mười mấy người thiên minh khác đứng bên cạnh yên lặng quan sát, lúc này trên mặt mới xuất hiện một trận biến động phong phi trần lắc đầu không khỏi cười khổ nói có người thật sự dễ làm việc nếu không chúng ta còn phải đến thiên vô thiên tông mới có thể dùng truyền tống trận nếu như vừa rồi đệ tử thương lan thiên tông này không nhận ra vân tử mặt bọn họ quả thật phải đi tới thiên vô thiên tông mới có thể dùng truyền tống trận đến đế quốc thiên tần được dẫn đường vân tử mặt không nói nhảm trực tiếp gật đầu lúc này Hoàng Sương lấy ra một viên truyền âm thạch từ trong nhẫn không gian, đưa cho một sư đệ bên cạnh, sau khi đưa mắt ra hiệu, hắn liền dẫn vân tử mặt cùng các trưởng lão thiên minh đi về phía truyền tống trận, tên đệ tử này thấy bọn họ đi xa, liền hét lớn vào truyền âm thạch. Trưởng lão, lão tông chủ đã trở về, hiện đang đi tới truyền tống trận để quay về, Hoàng Sương dẫn đám người vân tử mặt đi tới trước mặt truyền tống trận, vân tử mặt nhìn truyền tống trận phía trước nói, đây chính là truyền tống trận sao, trong mắt đám người vân tử mặt, truyền tống trận này chẳng qua là một tảng đá hình tròn được khắc đầy những đường nét kỳ lạ mà thôi, không nhìn ra điểm gì đặc biệt, hơn nữa thoạt nhìn còn rất bình thường, lúc này, Phong Phi Trần ở bên cạnh tiếp lời, không sai. Chỉ cần bước lên truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đi tới nơi cách xa vạn dặm, lúc này Phong Phi Trần liền bắt đầu bị chuyện về trận pháp mà ngay cả hắn cũng không hiểu rõ lắm, hù đám trưởng lão thiên minh kia choáng váng, bọn họ tuy nghe không hiểu nhưng cảm thấy thật lợi hại. Hoàng Chính Hạo nghe xong, cảm thán nói, không ngờ mấy trăm năm không đến Đông Đại Lục, Đông Đại Lục bây giờ đã thay đổi chóng mặt. Sau khi Vân Tử Mặt cùng mười mấy người khác bước lên truyền tống trận, Hoàng Sương liền khởi động trận pháp truyền tống trận, một đạo bạch quan lóe lên, mười mấy người trong truyền tống trận đã biến mất không thấy tâm hơi, thương lan thiên tông, trong một thiên điện của đại điện truyền tống, trên một cái truyền tống trận, một trận quan mang lóe lên, mười mấy người xuất hiện trên truyền tống trận chúng ta đã đến thương lan thiên tông rồi sao đường uyên một trong những đại trưởng lão của thiên minh nhìn thấy bọn họ hiện tại đang ở trong một tòa đại điện tò mò nói ngay lúc này một đám người đi vào từ cửa chính của thiên điện này người dẫn đầu chính là tông chủ thương lan thiên tông hướng vấn thiên hướng vấn thiên dẫn theo một đám người thương lan thiên tông đi tới trước truyền tống trận không người nói hướng vấn thiên tông chủ thương lan thiên tông cung nên các vị trưởng lão thiên minh, sau khi hướng vấn thiên nói xong, đứng dậy đi tìm người hắn muốn tìm, ha ha, nơi này quả nhiên là thương lan thiên tông, chúng ta thật sự chỉ trong nháy mắt đã tới thương lan. Thiên tông rồi, truyền tống trận này, quả nhiên đáng sợ như vậy, mấy vị thái thượng trưởng lão, trưởng lão, trưởng lão dự bị của thiên minh đều kinh ngạc, tuy rằng bọn họ đã nghe Phong Phi Trần nói qua, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, lại là một cảm giác khác, vân tử mặt nhìn thấy nơi quen thuộc này, nhìn thấy những người quen thuộc phía dưới, nước mắt lưng tròng, thương lang thiên tông, vân tử mặt ta đã trở về, lúc này hướng vấn thiên đi tới trước mặt vân tử mặt, vén áo bào lên, quỳ gối trước mặt. Vân tử mặt, cung kính nói, đệ tử hướng vấn thiên, bái kiến sư phụ, hướng vấn thiên vừa dứt lời, tất cả mọi người phía sau hắn, bất kể là thái thượng trưởng lão hay đệ tử của thương lang thiên tông, đều quỳ xuống, đệ tử bái kiến lão tông chủ, vân tử mặt nhìn đại đệ tử quỳ trước mặt mình, vô cùng vui mừng, vội vàng đỡ hướng vấn thiên dậy, quan sát hướng vấn thiên từ trên xuống dưới, gật đầu lia lịa, có chút kích động nói, tốt, tốt, không hổ là đệ tử của ta. Sau khi vỗ vai hướng vấn thiên, vâng. Tử mặt đi tới trước mặt những đệ tử thương lang thiên tông đang quỳ phía dưới, vâng tử mặt đỡ từng người dậy, nhìn hai vị sư đệ này cùng một số sư điệt, còn có các đệ tử trẻ tuổi của thương lang thiên tông. Vân tử mặt đỡ những đệ tử thương lang thiên tông này dậy, thu liễm lại tâm trạng kích động, nói, ta hiện tại là trưởng lão thiên minh, các ngươi đừng gọi ta là lão tông chủ nữa, sau này cứ gọi ta là vân trưởng lão, tất cả đệ tử thương lan thiên tông đồng thanh hô lớn, vân, vân trưởng lão, sao? Khi trao đổi với vân tử mặt, hướng vấn thiên chào hỏi các vị thái thượng trưởng lão, trưởng lão và trưởng lão dự bị của thiên minh, sau một hồi hàng huyên, hướng vấn thiên báo cáo với vân tử mặt tình hình hiện tại của thương lan thiên tông, vân tử mặt nghe xong, Quốc trâu hài lòng vô cùng, sư phụ, người muốn ở lại Thương Lan Thiên Tông nghỉ ngơi vài ngày, hay là bây giờ đi Thiên Ba Hồ luôn. Cuối cùng, hướng vấn Thiên hỏi ý kiến vân tử mặt, nếu như hiện tại chỉ có một mình vân tử mặt, hướng vấn Thiên. Nhất định sẽ để hắn ở lại Thương Lan Thiên Tông một ngày, ngày mai lại dẫn hắn đi Thiên Ba Hồ, nhưng hiện tại người của Thiên Minh còn có mười mấy người, cho nên vẫn phải hỏi ý kiến hắn, vân tử mặt không do dự nói, vẫn là đi ngay bây giờ đi trụ sở của thiên minh còn chưa bắt đầu xây dựng trước tiên qua đó xem thử mục đích chính bọn họ đến thiên ba hồ lần này là vì trụ sở của bọn họ hiện tại còn chưa được xây dựng muốn qua đó xem cửa hàng một chút sau đó quy hoạch khu vực xây dựng trụ sở tìm người bắt đầu xây dựng sư phụ yên tâm việc xây dựng trụ sở của thiên minh cứ giao cho ta hướng vấn thiên vỗ ngực xây dựng trụ sở thiên minh loại chuyện nhỏ này sao có thể để sư phụ mình lo lắng loại chuyện này thương lan thiên tông hắn sẽ thay thiên minh lo liệu. Thiên Ba Hồ, trong cửa hàng duyên đến duyên đi, Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngân đều đang đứng ở vị trí của mình, sư thúc, sư cô. Lúc này, Lục Thiến Thiến và Mạnh Sở Vân từ bên ngoài cửa hàng chạy vào, gọi to với Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngân, Thiến Thiến, Sở Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Kính Chi thấy hai người vội vã chạy vào, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cao mày hỏi, sư thúc, sư cô, trưởng lão truyền tin lão tông chủ đã trở về lục thiến thiến bước nhanh hai bước đi tới trước mặt triệu kính chi và lý tú ngân có chút kích động nói cái gì lão tông chủ đã trở về hướng vấn thiên và lý tú ngân nghe lục thiến thiến nói kinh ngạc thốt lên chuyện gì đã xảy ra lý tú ngân nghe nói sư phụ đã trở về kích động đến toàn thân run rẩy mạnh sở vân thấy lý tú ngân run rẩy vội vàng bước tới đỡ nàng nhẹ giọng nói sư cô chuyện là thế này lão tông chủ hiện tại là trưởng lão của thiên minh, người đã dẫn thiên minh trở về rồi, triệu kính chi nghe nói vân tử mặt hiện tại là trưởng lão thiên minh thì cười ha hả, ha. ha ha, sư phụ vậy mà đã. Thành trưởng lão thiên minh rồi, hắn suy nghĩ một chút, đã hiểu nguyên nhân, chắc chắn là sau khi phong phi trần trở về thiên minh, nói rõ mọi chuyện ở đây, sư phụ hắn, tự nhiên có thể trở thành trưởng lão thiên minh, Dương Phong ở trong quầy nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người này, liền gõ gõ quầy, đám người triệu kính chi nhìn qua, hắn nói, lão triệu, có việc thì các ngươi cứ đi làm trước đi, triệu kính chi, Lý Tú Ngân nghe Dương Phong nói, vội vàng hành lễ với Dương Phong nói, đa tạ. Dương trưởng quỷ, thiên ba hồ, trong sân của Thương Lan Thiên Tông, một đám người từ một gian phòng đi ra, Kim Phi Phi, nữ trưởng lão duy nhất trong số các trưởng lão thiên minh, tự mình cảm nhận được linh khí nơi này nồng đậm hơn cả Tây Đại Lục, không khỏi cảm thán linh khí nơi này, quả nhiên nồng đậm như phong huynh đã nói đây quả thực là nơi đến rồi thì không muốn rời đi phong phi trần cười nói đây mới chỉ là bên ngoài thôi linh khí trong cửa hàng mới thật sự nồng đậm những người thiên minh nghe phong phi trần nói vậy lòng hiếu kỳ với cửa hàng càng thêm mãnh liệt cửa hàng kia rốt cuộc có gì thần kỳ mà khiến linh khí xung quanh khác biệt như vậy một đám người đi ra khỏi sân của thương lan thiên tông phát hiện bên ngoài có hai người đang đứng một nam một nữ hai người này chính là vợ chồng Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngân. Khi hai người nhìn thấy Vân Tử Mặt trong đám người, hai mắt liền ngấn lệ, vội vàng bước nhanh tới trước mặt Vân Tử Mặt, bịch. Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngân đồng thời quỳ xuống, đệ tử Triệu Kính Chi, bái kiến sư phụ, đệ tử Lý Tú Ngân, bái kiến sư phụ. Khi Vân Tử Mặt nhìn thấy hai người quỳ xuống trước mặt mình, hắn còn có chút ngây người, khi nghe thấy hai người nói chuyện cùng nhìn thấy dung mạo của hai người, rốt cuộc hắn cũng hoàng hồn, nhận ra hai người là ai, hai người không phải là nhị đồ đệ triệu kính chi và tam đồ đệ lý tú ngưng của hắn sao, kính chi, tú ngưng. Vân tử mặt vội vàng bước tới, đỡ hai người dậy, ha ha, đồ nhi ngoan của ta, đồ nhi ngoan của ta, mau đứng dậy, mau đứng dậy, vân tử mặt cũng vô cùng kích động nhìn hai vị đồ đệ này, quan sát hai người từ trên xuống dưới, dung mạo của nhị đồ đệ đã trở nên tan thương, kiên nghị, còn tam đồ đệ, lại không khác gì lúc trẻ, nghe phong huynh nói nàng đã dùng phản lão hoàng đồng đan cho nên dung nhan mới trở lại như lúc trẻ lúc này hướng vấn thiên cũng đi tới vân tử mặt nhìn ba vị đồ đệ của mình lộ ra nụ cười tự hào nói ha ha thấy các ngươi đều có tiền đồ cho dù ta có chết ngay bây giờ cũng cam lòng hướng vấn thiên triệu kính chi lý tú ngân nghe thấy sư phụ nói vậy sắc mặt ba người lập tức biến đổi sư phụ người đang nói gì vậy sao lại nói những lời này thầy trò chúng ta vất vả lắm mới được đoàn tụ, không thể nói những lời xui xẻo này, triệu kính chi có chút trách cứ nói, kỳ thật vân tử Mặc cũng không phải không có lý do nói những lời này, nếu như hắn không thể đột phá đến võ đế. Cao cấp, tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn khoảng 20 năm, sư phụ, người không cần lo lắng cho thọ mệnh của mình, đây là tăng thọ đang, có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh, trong 10 năm này, đồ nhi tuyệt đối sẽ để cho người đột phá đến võ đế cao dai, Triệu Kính Chi lấy ra một viên tăng thọ đang nói. Hắn cho là thọ mệnh sư phụ mình sắp tận mới nói như vậy, trong vòng 10 năm này, cho dù hắn cầu xin dương trưởng quỷ, cũng phải để sư phụ mình đạt tới võ đế cao giai với năng lực của dương trưởng quỷ, chẳng phải chuyện nhỏ, đúng vậy sư phụ, chúng con nhất định sẽ để người tiến vào võ đế cao giai cho nên người không cần lo lắng chuyện này, Lý Tú Ngân cũng trịnh trọng nói, đồ nhi ngoan, đều là đồ nhi tốt của ta, thọ mệnh của ta bây giờ còn dài, đang dược này của ngươi mau thu lại đi ta thấy ba người các ngươi hiện tại có loại thành tựu này chỉ là nhất thời vui mừng mà thôi các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều vân tử mặt mắt đầy lệ nóng những người này đều là đồ đệ tốt của hắn ai nhìn một cái đồ đệ người ta lại nhìn những tử tôn kia của mình quả thực là không cách nào so sánh đừng uyên nhìn vân tử mặt trước mắt có chút chua chát nói ai đây cũng là đồ đệ vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ một vị khác là trưởng lão thiên minh, hạ chi hàng vuốt chồng râu bạc trắng, nhớ tới mấy. Đồ đệ của mình ở nho phong thiên tông, có chút cảm khái nói, sau khi sư đồ bốn người hàng huyên một lúc, triệu kính chi nói với vân tử mặt và những người thiên minh kia, sư phụ, các vị trưởng lão, hiện tại các vị muốn đi cửa hàng duyên đến duyên đi trước sau, vân tử mặt nói, được, đi đến cửa hàng xem trước, cứ như vậy, triệu kính chi mang theo một đám người chậm rãi đi tới cửa tiệm duyên đến duyên đi, mười mấy người không xếp hàng đi thẳng tới cửa tiệm nếu đổi lại là người khác đã sớm có người nhắc nhở nhưng phía trước là triệu kính chi và lý tú ngân dẫn đầu bên trong còn có hướng vấn thiên và phong phi trần mà bọn họ quen biết những người xếp hàng kia cũng không nói gì hổ thiên thiên và hổ hoang hoang chỉ ngẩng đầu nhìn liếc một chút lại cúi đầu nằm xuống trước cửa tiệm những người thiên minh này đi một đoạn đường ngắn ngủi này đều cảm xúc sâu sắc nơi này quả nhiên không giống bình thường a à cửa ra vào của cửa tiệm này, nói cửa tiệm này là một bí cảnh, cũng sẽ có người tin tưởng, mà thú nơi này cùng nhân tộc chúng ta sống thật đúng là hài hòa, những thái thượng trưởng lão, trưởng lão và trưởng lão dự bị của thiên minh nhìn đám người xếp hàng, mà thú xếp hàng và cả một vùng cửa lớn truyền tống của cửa tiệm, phát ra cảm khái của mình. Sau khi nhóm người này tiến vào cửa hàng, bị linh khí và không gian trong cửa hàng làm cho rung động, bọn họ đều ngây ra như phỏng đầu óc lập tức không xoay chuyển được, dưới cái nhìn của bọn họ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, quá khó mà tin được, nếu như là người bình thường có thể chấn kinh một chút cũng tốt, nhưng bọn họ không giống, có nhiều thứ, người nhận thức càng nhiều sẽ càng có vẻ mình nhỏ bé, nhìn thấy liền sẽ cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi. Khi bọn họ nhìn thấy không gian trong cửa hàng, cảm nhận được linh khí, bọn họ không thể nào hiểu được, mặc dù bọn họ biết đây là không gian gấp khúc, nhưng trong mắt một số người không gian gấp khúc cũng chỉ là bốn chữ cảm giác rất lợi hại mà thôi nhưng bọn họ thấy không giống nhau người muốn không gian gấp khúc ít nhất phải biết lợi dụng không gian nhưng ngươi định lợi dụng thế nào đây là một vấn đề cụ cụ sau khi ngây người ba phút phong phi trần rốt cuộc nhìn không nổi nữa làm bộ ho khan hai tiếng để những lão gia hỏa này tỉnh táo lại mẹ kiếp nơi này thật lợi hại quả nhiên có động thiên khác làm sao làm được cái này Linh khí này nồng đậm, quả nhiên là nồng đậm, nếu như ở chỗ này tu luyện vài năm, lão phu tuyệt đối có thể tiến vào võ đế cửu giai, không thể tưởng tượng nổi, quá khó mà tin được, sau khi tỉnh táo lại, mọi người lập tức cảm khái, thảo luận với hoàn cảnh xung quanh, linh khí. Nồng đậm, các ngươi xem, đó chính là nhất hào sao? Ta cảm giác hắn một quyền có thể đánh chết ta, hắc hắc, các ngươi nhìn ba vị kia, ai không phải một quyền liền có thể đánh chết ngươi? khi bọn họ nhìn thấy nhất hào đứng thẳng tắp ở bên quầy kinh ngạc như gặp thiên nhân tất cả mọi người đều sinh ra một ý niệm này chỉ cần nhất hào muốn một quyền cũng đủ đánh bọn hắn thành cho bụi sư phụ các vị trưởng lão con giúp các vị làm thẻ hội viên triệu kính chi nhìn vân tử mặt còn đang ngỡ người cùng các trưởng lão nói được được đồ nhi ngươi an bài là được rồi vân tử mặt hoàng hồn vội vàng gật đầu tiến vào cửa hàng này cứ nghe theo đồ đệ là được rồi rất nhanh, Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngưng đã đưa bọn họ đến bên quầy, Dương Phong ngồi ở quầy hàng, khi bọn họ vừa tiến vào, đã chú ý tới, hắn nhìn thoáng qua liền mất đi hứng thú, một đám lão đầu cộng thêm một bà lão, thực sự không có gì đẹp mắt, Dương trưởng quỷ khỏe chứ, Phong Phi Trần đi tới trước quầy, hướng Dương Phong hành lễ chào hỏi, Dương trưởng quỷ khỏe chứ. Khi những người thiên minh kia nghe được, Phong Phi Trần nói, cũng đều làm theo hành lễ với Dương Phong, đây là đại lão, không nói hành lễ với hắn, cho dù dập đầu cho hắn một cái cũng là nên làm, ừm, các ngươi đều là người của thiên minh gì đó. Dương Phong biết rõ còn cố hỏi, nhìn mười mấy người này, toàn bộ người của thiên minh đều đã tới, hắn đã từng nghe Phong Phi Trần nói trưởng lão thiên minh hiện nay có bảy người, trưởng lão dự bị có năm người, thái thượng trưởng lão có hai người, thiên minh của thiên thần đại lục này về sau sẽ đặt trụ sở ở bên này, đây đối với đông đại lục mà nói là một chuyện tốt, về sau đại lục phát triển sẽ lấy nơi này làm chủ kinh tế của thiên tần đế quốc sẽ phát triển nhanh chóng mà cửa hàng của hắn có thể sẽ nên đón càng nhiều người hơn người đông tiêu phí cũng nhiều hơn tiêu phí nhiều hơn hắn nhận được hoa hồng cũng liền nhiều hơn hoa hồng nhiều hơn hắn liền có thể mua sắm vật phẩm gia tăng thực lực đây thật là một vòng tuần hoàn vô cùng tốt dương phong đắc ý nghĩ rất nhanh nhất hào và triệu kính chi đã làm xong thẻ hội viên cho mọi người lý tú ngân cũng đã nạp tiền cho bọn họ lúc này từ bên ngoài cửa hàng có mấy người tới lấy tần hạo cầm đầu hoàng đế thiên tần đế quốc hoàng đế đại hán đế quốc tông chủ thiên vô thiên tông tông chủ thanh vân thiên tông lâu chủ thiên thứ lâu gặp các vị trưởng lão thiên minh thì ra bọn người tần hạo nghe được tất cả trưởng lão thiên minh đến liền lập tức thông báo cho người đứng đầu của mấy thế lực lớn bởi vì hắn biết lần này các trưởng lão thiên minh tới chính là đặt tổng bộ ở bên này, nơi đóng quân bọn họ đều đã chọn xong, chỉ chờ người tới đây khởi công, cứ như thế, nhóm người này lại bắt đầu trò chuyện. Ma Long Thang, sau khi Thiên Minh rời đi không lâu, lại có một đám người đến nơi này, đứng lại. Các ngươi là ai? Ồ, thì ra là Thu Tu Văn ngươi đấy à, khi Hoàng Sương dẫn người đi tới trước mặt đám người này, liền nhận ra đối phương, nhóm người này chính là người của Vân Yên Thiên Tông do Phong Vân Lam dẫn đầu, Hoàng Sương nhìn thấy bọn người Thu Tu Văn, nhận ra bọn họ, Hoàng huynh thì ra là huynh ở chỗ này trực ban. Thu Tu Văn cũng từ trong đội ngũ đi ra, mỉm cười hướng Hoàng Sương cười nói, hai người trò chuyện vài câu, Hoàng Sương nhìn mấy người không quen biết phía sau Thu Tu Văn nói, bọn họ đều là trưởng bối Vân Yên Thiên Tông các ngươi. Thu Tu Văn gật đầu, "Vâng, lần này tông chủ chúng ta mang theo một số trưởng lão tới." Hoàng Sương nói, "Thì ra là thế, vừa rồi không lâu, mấy vị trưởng lão thiên minh vừa mới tới." Thu Tu Văn nghe xong hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, trưởng lão Thiên Minh cũng tới. Vậy không biết Phong trưởng lão có ở trong đó hay không? Lần này tông chủ của bọn họ tới, chủ yếu nhất chính là vì gặp Phong trưởng lão, nếu như hắn không tới, tông chủ nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Có, đều có, tất cả mọi người của Thiên Minh đều tới rồi. Câu trả lời của Hoàng Sương khiến Thu Tu Văn thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Hoàng huynh đã báo cho biết, không biết có thể mượn dùng truyền tống trận của Thương Lan Thiên Tông các ngươi không? Thu Tu Văn biết từ nơi này đi tới truyền tống trận gần nhất còn một đoạn đường bọn họ biết thương lan thiên tông ở bên cạnh ma long thang này có một truyền tống trận có thể đi thẳng tới thương lan thiên tông cho nên hắn muốn lợi dụng truyền tống trận này đến thương lan thiên tông lại từ truyền tống trận của thương lan thiên tông đến thiên ba hồ mượn truyền tống trận của thương lan thiên tông là phương pháp nhanh nhất có thể đến thiên ba hồ chuyện này ta không thể tự ý quyết định phải được trưởng lão đồng ý mới được ngươi chờ một lát ta hỏi thăm một chút đối với yêu cầu này của thu tu văn hoàng sương không thể nào tự mình đáp ứng chuyện này phải thông qua trưởng lão chuyên môn phụ trách truyền tống trận của tông môn đồng ý mới được đa tạ hoàng huynh thu tu văn lập tức nói lời cảm tạ lúc hoàng sương lấy ra truyền âm thạch liên lạc với trưởng lão phụ trách truyền tống trận của thương lan thiên tông hắn trở về đội ngũ bẩm báo với tông chủ phong vân lam sau khi phong vân lam nghe được tin tức này hai mắt sáng rực hận không thể hận không thể lập tức đến ngay được rồi trưởng lão đã đồng ý các ngươi có thể mượn truyền tống trận của thương lan thiên tông ta đi theo ta lúc này hoàng sương đã liên lạc với trưởng lão tông môn xong tới nói không lâu sau người của vân yên thiên tông từ trong sân của thương lan thiên tông ở thiên ba hồ đi ra tông chủ nơi này chính là thiên ba hồ cửa hàng duyên đến duyên đi ở ngay phía trước chúng ta đi qua giúp người làm thể hội viên có lẽ còn có thể ở bên kia tìm được lão tông chủ vu gia chỉ về phía trước nói với phong vân lam phong vân lam và các trưởng lão thái thượng trưởng lão khác từ trên giường đi ra liền cảm nhận được linh khí nơi này không giống bình thường khi bọn họ đi tới bên bờ thiên ba hồ nhìn thấy ngoài con người ra còn có ma thú đặc biệt là những người đạp phi kiếm trên thiên ba hồ làm các loại động tác hoa mỹ nhìn đến hoa cả mắt khi phong vân lam nghe được vu gia nói đến lão tông chủ mới hoàng hồn nói được chúng ta không nên chậm trễ bây giờ liền đi nhưng bọn họ còn chưa đi được hai bước vu gia chỉ vào nơi cách đó không xa lớn tiếng nói tông chủ người xem là lão tông chủ phong vân lam và phong phi trần gặp mặt trò chuyện một lúc bởi vì hiện tại thiên minh bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý nên rời đi lúc này vu giai gọi hoàng dịch đang ngủ say tiền bối đến nơi rồi hoàng dịch nghe được tiếng vu giai từ trong một khối ngọc thạch bay ra ồ nơi này chính là nơi tiểu huynh đệ nói tới phía trước kia là cửa hàng duyên đến duyên đi do tiểu huynh đệ mở sao hoàng dịch chỉ vào cửa hàng phía trước hưng phấn nói khi vu giai đến đổ lan lâu đưa hoàng dịch đi liền nói rõ sự thật cho hoàng dịch lúc này hoàng dịch mới biết được thân phận thật sự của dương phong và quan hệ của hắn với trần lâm Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, thân thể của Trần Lâm lại là do Tiểu huynh đệ kia tạo ra, nếu như mình cũng trở thành nhân viên của cửa hàng duyên đến duyên đi này, vậy có phải mình cũng có thể có. Được thân thể hay không, tiền bối, người vẫn nên gọi là Dương trưởng quỷ cho phải phép. Vu Gia nghe thấy Hoàng Dịch gọi Dương Phong là tiểu huynh đệ, nàng cảm thấy vô cùng không ổn, Dương trưởng quỷ là nhân vật nào? Cũng là người mà ngài có thể xưng huynh gọi đệ sao? Ồ, vì sao? Hoàng Dịch có chút không hiểu, vì sao không thể gọi là tiểu huynh đệ? lấy tuổi của mình mà nói, gọi hắn là tiểu huynh đệ chẳng phải rất bình thường sao, nếu như ngài dám gọi dương trưởng quỷ là tiểu huynh đệ, phản bố sợ đến lúc đó ngài bị ma sủng của dương trưởng quỷ đánh chết, vu gia nghĩ đến huyền phi và hồng vân, đặc biệt là huyền phi, nếu như bị hắn nghe được, hoàng dịch tiền bối này bị đánh là không chạy được, với trạng thái hiện tại của hoàng dịch, người ta đều có thể tùy ý nhào nặng. Cho dù khôi phục đến đỉnh phong, người ta muốn xử lý ngài vẫn chỉ cần phất tay, người ta trước kia thế nhưng là tồn tại siêu thần, tuy thực lực bị giảm sút, hồn lực cũng bị giảm sút nhưng mà người ta dù sao trước kia cũng là siêu thần có một vạn loại phương pháp có thể để cho ngài sống không bằng chết ồ bọn họ lợi hại như vậy sao hoàng dịch có chút không tin với hồn lực hiện tại của mình đối phó một con ma thú thiên cảnh cao dai vẫn có thể làm được chỉ là phải tốn chút sức mà thôi lợi hại hay không vãn bối không biết nhưng vãn bối biết trong ba ma sủng của dương trưởng quỷ có hai con còn cổ sư hơn cả ngài thực lực còn mạnh hơn cả ngài vua gia sợ nói nhiều sẽ đã kích đến hắn chỉ hơi nhắc nhở một chút nếu như hoàng dịch tiền bối này vẫn cố chấp vậy thì nàng cũng không còn cách nào khác a à, hoàng dịch có chút khiếp sợ hắn không ngờ ma sủng của tiểu huynh đệ kia lại còn lợi hại hơn cả mình tông chủ thái thượng trưởng lão chúng ta vào thôi vu gia nói với đám người phong vân lam nói xong liền dẫn đầu đi vào cửa hàng còn những đệ tử kia đã sớm đi xếp hàng rồi chỉ là lúc này dương phong đang hiếp mắt ngón tay gõ nhịp nhàng trên quầy miệng còn ngân nga giai điệu gì đó nếu như cẩn thận lắng nghe thì có thể nghe thấy giai điệu tương tự a i a i a a i a i a tùng 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 ngay lúc dương phong đang nghe ca khúc khiến người ta bất giác thấp thỏm một giọng nói cắt ngang hắn tiểu dương trưởng quỷ chúng ta lại gặp mặt dương phong nghe được thanh âm này cảm thấy có chút quen thuộc hình như hắn mới nghe thấy cách đây không lâu sau khi mở mắt ra hắn liền thấy một hồn thể đang đứng bên kia quầy hàng cười toe toét với mình ồ lão đầu ngươi tới rồi à dương phong nhìn kỹ thì ra người đang đứng trước mặt chính là hoàng dịch mũi rượu xem ra người của vân yên thiên tông cũng tới rồi quả nhiên dương phong chỉ liếc mắt một cái đã thấy vu giai dẫn theo vài người đi về phía quầy hàng dương chưởng quỷ nơi này của ngươi thật sự lợi hại không gian gấp khúc này đã vượt qua cả lực lượng của pháp tắc rồi sao vừa nhìn xung quanh cửa hàng vu giai vừa kinh ngạc thốt lên giờ hắn đã tin lời vu giai nói dương chưởng quỷ có thể là một vị thần linh hiện tại hắn vô cùng chắc chắn dương trưởng quỷ này chính là thần linh sau khi bước vào cửa hàng hắn liền nhìn thấy ba ma sủng của dương trưởng quỷ mà vu giai đã nhắc tới khi nhìn thấy huyền phi hồn thể kia chấn động dữ dội suýt chút nữa thì hồn phi phách tán quá đáng sợ cái gì gọi là còn cổ xưa hơn cả mình con rùa này có thể làm tổ tông của tổ tông nhà mình rồi đây chính là huyền thủy minh giáp quy đó giờ hắn đã hiểu tại sao vu giai lại nói nếu dám gọi dương trưởng quỷ là tiểu huynh đệ thì sẽ bị ma sủng của hắn đánh cho một trận mẹ kiếp. Nếu mình thật sự gọi dương trưởng quỷ là tiểu huynh đệ, chẳng phải là mình cao hơn huyền thủy minh giáp quy một búa sao, nếu mình thật sự dám gọi dương trưởng quỷ là tiểu huynh đệ, bị đánh một trận coi như là nhẹ, không thể chọc vào, thật sự không thể chọc vào, vẫn là ngoan ngoãn gọi dương trưởng quỷ thì hơn, ha ha, dương trưởng quỷ, ngươi nói nơi này có thứ có thể cải thiện hồn thể của ta, lão phu ta sao có thể không tới, hoàng dịch vừa cười vừa nói, nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn liền cứng. Đờ lại, bởi vì hắn vô tình nhìn thấy định hồn thạch trong tủ hàng những người của vân yên thiên tông đi tới cũng ngây người nhìn định hồn thạch trong tủ hàng mặc dù bọn họ không biết thứ này gọi là định hồn thạch nhưng các vị tiền bối trong tông môn của bọn họ đã từng tìm thấy thứ này trên cổ chiến trường nhưng đã mấy trăm năm rồi không thấy xuất hiện tuy bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng trong điển tịch của tông môn có ghi chép loại tinh thạch này có tác dụng ổn định hồn thể hiện tại loại tinh thạch đã biến mất mấy trăm năm ở ngoại vi cổ chiến trường lại xuất hiện trong cửa hàng nhìn giá cả cũng không tính là đắt, lần này bọn họ đều trở nên hưng phấn, trước đó, khi những người của Thiên Minh nhìn thấy Định hồn thạch, biểu cảm của bọn họ cũng giống như vậy, mỗi người bọn họ đều mua mấy chục, mấy trăm viên, giúp Dương Phong kiếm bộn. Dương trưởng quỷ, cái này, chẳng lẽ Định hồn thạch này chính là loại tinh thạch có thể ổn định hồn thể đó sao? Hiện tại toàn bộ hồn thể của Hoàng Dịch như đang rung rẩy, nếu bây giờ mình có những viên Định hồn thạch này, ít nhất cũng không cần lo lắng hồn thể bị tiêu tán nữa. Đúng vậy, chỉ cần có kim tệ là ngươi có thể mua. Dương Phong mỉm cười gật đầu, có, lão phu ta có, ta có rất nhiều, rất nhiều. Hắn nhìn về phía vu dai, bởi vì hắn không có không gian trữ vật, cho nên chỉ có thể để tất cả những thứ quý giá trên người vu dai, có là tốt rồi, đừng vội, làm thể hội viên xong rồi mua cũng không muộn. Dương Phong nhìn cái mũi rượu này, cảm thấy hơi buồn cười. Đã sống hơn 10 vạn tuổi rồi mà sao vẫn không bình tĩnh như vậy chứ? Sau khi Nhất Hào và Triệu Kính Chi làm xong thể hội viên và nạp kim tệ, hoàng dịch và những người khác bắt đầu mua định hồn thạch cái mũi rượu hoàng dịch này càng quyết đoán hơn dùng hết số kim tệ vừa nạp để mua hồn thạch sau đó hắn lại lấy ra toàn bộ bảo vật những thứ đáng giá của mình để vào tủ tự động thu hồi vật phẩm lại nhận được một khoản kim tệ lớn sau khi mua vài chiếc nhẫn không gian tên này lại muốn dùng hết kim tệ để mua định hồn thạch chỉ cần có đủ định hồn thạch hắn mới có cảm giác an toàn nhưng hành động này đã bị dương phong ngăn lại dương phong nhìn hoàng dịch với vẻ mặt khó hiểu Nói, lão đầu, ngươi mua định hồn thạch một cách điên cuồng như vậy, nhỡ đâu sau này có thứ tốt hơn định hồn thạch xuất hiện thì chẳng phải là ngươi sẽ hối hận sao? Nghe thấy lời này của Dương Phong, Hoàng Dịch sững sờ. Đúng vậy, nếu sau này có thứ tốt hơn định hồn thạch xuất hiện, chẳng phải là mình sẽ không có tiền để mua sao? Sau đó, Dương Phong còn đưa ra một ý kiến cho hắn. Chỉ cần dựa vào danh hiệu tử thần của hắn, tùy tiện tìm một thế lực nào đó hợp tác, mở một quán rượu ở Thiên Phong thành, chẳng phải là sẽ khách tới như nước sao? đến lúc đó sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề kim tệ nữa hoàng dịch nghe xong như được khai sáng liền gọi vu giai đang đứng cách đó không xa vu nha đầu lão phu có một vụ làm ăn không biết ngươi có hứng thú không thời gian trôi qua nhanh chóng chớp mắt đã đến giờ đóng cửa hôm nay khi nghe hổ hoang hoang và hổ thiên thiên nói chuyện phím hắn mới biết ngày mai tru tiên sẽ kết thúc không biết sau đó sẽ có phim gì để xem dương phong ghi nhớ chuyện này trong lòng hắn đã lâu rồi không vào phòng chiếu phim Thục Sơn đã tải xong, không biết sau khi Thục Sơn tải xong thì sẽ tải phim gì nữa, Dương Phong bước vào phòng chiếu phim, kiểm tra trang tải phim. Hiện tại Thục Sơn đã tải xong, bộ phim đang được tải xuống lại là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1, hơn nữa, Tiên kiếm đã tải xong 6 tập, Dương Phong suy nghĩ một chút, vẫn là để Tiên kiếm ra mắt vào năm sau. Bởi vì Thục Sơn là phim điện ảnh, không phải phim truyền hình, vào ngày cuối cùng của năm, cũng chính là đêm giao thừa, Dương Phong sẽ cho mọi người xem Thục Sơn hiện tại chỉ còn vài ngày nữa là đến tết mấy ngày nay người trong cửa hàng cũng ngày càng ít mọi người đều về nhà chuẩn bị đón tết đợi sau tết sẽ quay lại tranh giành một phen thời gian thấm thoát thôi đưa đảo mắt đã năm ngày trôi qua trong năm ngày này người của đại tề đế quốc ở tây đại lục cũng đã tới thái thượng hoàng khổng huyên của đại tề đế quốc ninh vương khổng khánh phong và trưởng lão thiên minh khổng như cũng đã diễn một màn phụ tử tình thâm ông cháu sung vầy ngoài ra đông đại lục cũng không có chuyện gì lớn xảy ra có lẽ ông trời cũng nể mặt ngày tết không muốn gây thêm chuyện gì nữa muốn để thiên hạ thái bình một chút cho nên cũng không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hôm nay là ngày cuối cùng của năm theo thiên thần lịch thiên thần lịch này bắt nguồn từ đâu không ai biết trong điển tịch cũng không có ghi chép rõ ràng chỉ biết thiên thần lịch bắt đầu tính từ ngày nào nhưng không biết là ai bắt đầu tính sáng sớm hôm nay dương phong vào hệ thống để lấy phần thưởng phúc lợi cuối năm cho nhân viên dương phong vội vàng mở ra xem không xem thì thôi vừa xem đã khiến hắn ngây người hệ thống ngươi thật sự quá lợi hại ngươi đúng là dung đũa trong bụng ta lần này ngươi làm rất tốt ta cho ngươi một trăm linh một điểm ta cũng không sợ ngươi kiêu ngạo dương phong mới chỉ nhìn thấy vật phẩm đầu tiên đã không tiếc lời khen ngợi hệ thống hệ thống ta biết mình rất ưu tú không cần ngươi phải nhắc nhở nhưng trong lòng hệ thống vẫn có chút khó chịu tên ký chủ không đáng tin cậy này cái thái độ có chuyện tốt thì khen ngươi không có chuyện tốt thì bảo ngươi cút này khiến nó rất bất mãn Dương Phong hoàn toàn không để ý đến lời của hệ thống, cẩn thận xem xét vật phẩm đầu tiên này, phúc lợi cuối năm của nhân viên, tổng cộng có 10 món, tất cả. Nhân viên trong cửa hàng đều được nhận, mỗi người một món, vật phẩm đầu tiên mà Dương Phong nhìn thấy chính là của hắn, bộ trang phục dành riêng cho chủ cửa hàng, kiếm kiếm chỉ nơi nào, nơi đó tan hoang, kỹ năng kèm theo, thúng sát. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, sau khi nâng cấp có thể tăng số lần sử dụng, thúng sát, trong phạm vi phạm huyền hoang giới, có thể giết chết bất kỳ võ giả ở cảnh giới nào. Khi nhìn thấy thanh kiếm dành riêng cho chủ cửa hàng, Dương Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ, có thanh kiếm này, thực lực của hắn lại tăng lên một bậc. Ít nhất là trong phàm huyền hoang giới, hắn không cần sử dụng thẻ vô địch cũng có thể giết chết những người có cảnh giới vượt trội. Đến lúc đó, dù ngươi là thiên tôn hay thánh tôn, ta cũng chỉ cần một kiếm là có thể kết liễu ngươi. Nhìn thấy phần thưởng cuối năm đầu tiên, Dương Phong liền tràn đầy chờ mong đối với những vật phẩm tiếp theo, hắn nhìn sang vật phẩm thứ hai, vật phẩm thứ hai là một viên tinh thạch phát ra ánh sáng màu tím khởi linh thạch dùng cho khôi lỗi cơ giới có thể giúp khôi lỗi cơ giới mở linh trí có được linh trí độc lập tự chủ nhìn viên khởi linh thạch phát ra ánh sáng màu tím này dương phong liền biết nó dành cho ai hiện tại linh trí của nhất hào vẫn bị giới hạn trong một số quy tắc cơ bản do hệ thống đặt ra nếu có được viên khởi linh thạch này linh trí của nó sẽ không khác gì người bình thường thậm chí còn có thể vượt qua người bình thường có khả năng phát triển vô hạn dương phong lại chuyển ánh mắt sang bên cạnh vật phẩm thứ ba cũng là một viên tinh thạch viên tinh thạch này cho dù là hình dạng hay ánh sáng đều khác với viên tinh thạch trước đó viên tinh thạch này tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chứ không phải màu tím bạch hổ linh tinh sau khi dung hợp bạch hổ linh tinh có thể có được một phần mười tỷ ký ức tu luyện của thần thú bạch hổ có thể giúp ma thú thuộc họ hổ tiến hóa thành linh thú nhanh hơn nhìn viên bạch hổ linh tinh này dương phong biết nó được tạo ra dành riêng cho tiểu bạch có viên bạch hổ linh tinh này tiểu bạch có thể giải quyết tất cả các vấn đề trong quá trình tu luyện của mình đồng thời có thể tăng tốc độ tiến hóa từ ma thú thành linh thú bên cạnh bạch hổ linh tinh là một viên tinh thạch màu xanh lam viên tinh thạch này giống hệt bạch hổ linh tinh nhìn viên tinh thạch này dương phong liền nghĩ ngay đến nó chắc chắn là của huyền phi huyền vũ linh tinh sau khi dung hợp huyền vũ linh tinh có thể có được một phần mười tỷ ký ức tu luyện của thần thú huyền vũ có thể giúp ma thú thuộc họ rùa tiến hóa thành linh thú nhanh hơn Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta, viên tinh thạch này đúng là của Huyền Phi. Sau khi xem xong thông tin của Huyền Vũ Linh Tinh, Dương Phong thốt lên với vẻ mặt, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, nếu viên tinh thạch màu xanh lam này là của Huyền Phi, vậy viên tinh thạch màu đỏ rực này chắc chắn là của Hồng Vân. Dương Phong nhìn viên tinh thạch tỏa ra ánh sáng đỏ rực bên cạnh Huyền Vũ Linh Tinh, suy đoán nói, Chu Tước Linh Tinh, sau khi dung hợp Chu Tước Linh Tinh, có thể có được một phần 10 tỷ ký ức tu luyện của thần thú Chu Tước, có thể giúp ma thú thuộc họ chim tiến hóa thành linh thú nhanh hơn, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ta. Chỉ cần bọn chúng đều tiến hóa thành linh thú, vậy sau này ta sẽ có ba ma sủng là thần thú, hiện tại Dương Phong vô cùng hưng phấn. Trước đây hắn đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng bây giờ hắn vô cùng chắc chắn với suy nghĩ của mình, hiện tại hắn đã có ba trong số ngũ đại thần thú, chỉ còn thiếu Thanh Long thuộc hành mộc và Kỳ Lân thuộc hành thổ, Thanh Long có khi nào ở Ma Long đảo không? Dương Phong nheo mắt lại, nếu năm sau có thời gian hắn sẽ đến ma long đảo một chuyến xem một linh thạch có xuất hiện ở đó hay không xem thanh long ma sủng của hắn có xuất hiện ở đó hay không hiện tại dương phong vô cùng mong đợi còn có kỳ lân thuộc hành thổ nữa không biết ở phàm huyền hoang giới này có kỳ lân hay không dương phong càng nghĩ càng hưng phấn nếu bây giờ hệ thống đột nhiên đưa ra nhiệm vụ yêu cầu hắn hoàn thành nhiệm vụ để nhận kỳ lân hoặc thanh long làm phần thưởng hắn sẽ lập tức đồng ý mà không do dự bởi vì bây giờ hắn đang rất hào hứng nếu đợi đến ngày mai thì chưa chắc đâu tính cách của dương phong là vậy hứng lên thì muốn làm ngay hết hứng rồi thì dù phần thưởng nhiệm vụ có hậu hĩnh đến đâu hắn cũng không còn hứng thú nữa dương phong càng nghĩ càng xa càng nghĩ càng vui vẻ cuối cùng vui đến mức cười như heo kêu nhưng rất nhanh suy nghĩ của hắn đã bị kéo trở lại hiện thực hắn vội vàng xoa xoa mặt để khuôn mặt đang cười đến cứng đờ thả lỏng ra sau đó nhìn sang phần thưởng thứ sáu Phần thưởng thứ sáu là một cuốn sách. Ban đầu Dương Phong tưởng đó là một cuốn bí tịch công pháp nào đó, nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn mới biết đó là một cuốn sổ ghi chép, Ngọc giảng trận pháp Huyền Thiên, Ngọc giảng trận pháp Huyền Thiên ghi lại tất cả những hiểu biết, kinh nghiệm và 108 loại trận pháp của một trận pháp tông sư thuộc Huyền Thiên Tông, một thế lực hàng đầu trong thế giới tu chân, nhìn phần giới thiệu của Ngọc giảng, Dương Phong biết nó được chuẩn bị cho Trần Lâm. Có Ngọc giảng này Trình độ trận pháp của Trần Lâm chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đây chính là toàn bộ những hiểu biết và kinh nghiệm về trận pháp của một trận pháp sư thuộc tông môn hàng đầu trong thế giới tu chân, đừng nói là ở đây, cho dù là ở thế giới tu chân, đây cũng là bảo vật mà ai cũng muốn tranh giành, có ngọc giảng trận pháp huyền thiên này, sau này cửa hàng có thể bán ra những vật phẩm có trận pháp do chính mình tạo ra. Sau khi xem xong 6 món quà, Dương Phong cảm thấy rất hài lòng với phần thưởng cuối năm nếu bốn món quà còn lại cũng có chất lượng như sáu món trước đó vậy thì số tiền hắn bỏ ra rất xứng đáng hắn cũng sẽ không còn gì để phàn nàn nữa sau này hắn cũng sẽ không nhắc lại chuyện này nói hệ thống là đồ lừa đảo nữa tuy nhiên những chuyện khác vẫn phải nói rõ về hoạt động phúc lợi này chúng ta cứ rộng lượng nhận lấy hệ thống thầm nghĩ cảm ơn sự rộng lượng của ngươi dương phong nhìn về phía kiện vật phẩm thứ bảy vật phẩm này không còn tỏa ra ánh sáng nữa vật phẩm này vô cùng kỳ quái Vậy mà lại là một đám mây, một đám mây màu hồng phấn, Dương Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái, thế mà lại là một đám mây, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, vội vàng xem phần giới thiệu của nó, Linh Thải Vân, sở hữu linh trí nhất định, sau khi nhận chủ, có thể đứng trên. Linh Thải Vân bay lượn, những người khác chỉ cần được chủ nhân cho phép, cũng có thể đứng trên đó, tốc độ bay lượn phụ thuộc vào tu vi của chủ nhân, tốc độ ban đầu là vũ đế cực hạn, tốc độ nhanh nhất là một hơi vạn dặm, Dương Phong sau khi nhìn thấy đám mây nhiều màu này nước miếng đều chảy ra, mẹ kiếp, bất luận là so với việc ngươi đạp trên kiếm, hay là trên bất cứ thứ gì, đều phải rung động hơn. đây là cưỡi mây đạp gió a, chân chính cưỡi mây đạp gió, đạp lên một đám mây đi ra ngoài, cảnh tượng này phải phong quan biết bao, phải hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người, phải khiến người ta sùng bái đến mức nào, phải hấp dẫn bao nhiêu tiểu muội muội a, bất quá dương phong lúc này cũng chỉ có thể nghĩ thôi, hắn đã có một kiện vật phẩm thuộc về mình rồi, bất quá nhìn màu hồng phấn diêm vú này liền dập tắt ý định chiếm hữu nó. Linh thải vân này, vẫn là thích hợp cho nữ nhân dùng hơn, một đại lão gia dùng màu hồng làm gì. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc về sau mình nhất định sẽ có được một đám. Cân đậu vân trắng ngoãn, đến lúc đó một cân đậu vân chính là 10 vạn 8 ngàn dặm, hâm mộ chết đám người này. Dương Phong đã nghĩ đến, sẽ phân phối đám mây linh thải vân này cho ai, ở đây ngoại trừ Lý Tú ngưng ra, còn có ai có thể điều khiển được đám mây màu hồng phấn này, triệu kính chi. Hổ thiên thiên hay là hổ hoang hoang, không, bọn họ không xứng, xem xong linh thải vân này, Dương Phong lại nổi lên hứng thú vô cùng nồng hậu đối với kiện vật phẩm thứ 8, vật phẩm thứ 8, cuối cùng cũng là một môn võ kỹ, Ngôn xuất pháp tùy định hành thuật, sau khi thi triển định hành thuật, người bị thi triển sẽ bị pháp tắc định hành trói buộc, pháp tắc định hành bao gồm tất cả động vật có thể di chuyển. Chú thích, chỉ có hiệu lực trong lĩnh vực vô địch của cửa hàng. Kỹ năng không có hiệu lực với nhân viên cửa hàng, Dương Phong sau khi nhìn thấy kỹ năng này, cảm thấy nó thật vô cùng ngu bức, ngôn xuất pháp tùy A, à. đây là kỹ năng mà chỉ có bổn trưởng quỷ mới có, hiện tại ngoại trừ bổn trưởng quỷ ra người thứ hai có thể sở hữu nó, mặc dù đây chỉ là một định hành thuật nhỏ bé, nhưng cũng đủ ngưu bức rồi, định hành thuật là gì? Chính là lúc thi triển định hành thuật, có thể khiến thân thể ngươi đứng yên tại chỗ, mà không phải dùng linh lực cường đại để định ngươi tại chỗ, đây là một loại pháp tắc vô địch, cho dù cảnh giới của đối phương cao hơn ngươi bao nhiêu cấp, có lĩnh ngộ pháp tắc hay không, chỉ cần ở trong không gian vô địch của cửa hàng này, ta có thể định trụ ngươi, đương nhiên, định hành thuật không chỉ có thể định trụ thân hình của ngươi, nó còn có thể định trụ linh lực toàn thân của ngươi, khiến ngươi trở thành một người bình thường, hơn nữa không chỉ như thế, nó còn có thể định trụ tư tưởng của ngươi, khiến tư tưởng của ngươi dừng lại ở khoảnh khắc này, đây là một môn võ kỹ phi thường đáng sợ, có thể nói ở bên trong không gian vô địch này, ngoại trừ Dương Phong cùng với những nhân viên khác của cửa hàng ra, những người khác đều có thể bị định hành thuật này tùy ý điều khiển, đồ tốt, thật sự là đồ tốt nha lão triệu cái này tiện nghi cho ngươi dương phong đã phân ngôn xuất phát tùy định hành thuật này cho triệu kính chi hiện tại hắn có thể tưởng tượng ra sau khi lão già này nhận được ngôn xuất phát tùy định hành thuật bộ dáng hưng phấn kia dương phong mỉm cười lắc đầu đưa ánh mắt của mình nhìn về phía hai vật phẩm cuối cùng ồ đều giống nhau dương phong nhìn thấy hai vật phẩm cuối cùng phát hiện đồ án của hai vật phẩm này đều giống nhau như đúc đều là một cái móng vuốt một cái móng vuốt tỏa ra hào quang màu tím đỏ thiên minh hổ vương trảo vật phẩm đến từ một không gian khác, móng vuốt của minh thú, tiên thú, thiên minh hổ vương ở minh giới, chỉ cần dung hợp móng vuốt này, có thể trở thành móng vuốt ẩn thứ năm. Móng vuốt này có thể ẩn giấu ở bất kỳ bộ vị nào trên cơ thể, quy lực vô cùng, có thể phá hủy tất cả mọi thứ dưới cảnh giới thiên minh hổ vương. Chú thích, mặc dù có thể phá hủy, nhưng mức độ phá hủy phải xem thực lực của bản thân người dung hợp mà định, chật chật. Dương Phong xem xong thông tin của thiên minh hổ vương trảo, chết miệng, Lần này, Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang càng thêm lợi hại, có Thiên Minh Hổ Vương Trảo, cho dù là võ đế cao giai bọn họ cũng dám khiêu khích, nếu như bất ngờ xuất chiêu, sử dụng Thiên Minh Hổ Vương Trảo, cũng có thể cào bị thương bọn họ, mặc dù không biết sẽ tạo thành loại thương tổn gì, nhưng dù sao cũng tạo thành thương thế cho bọn họ, vậy cũng đủ để bọn họ khoát lác rồi. Trước mặt Thiên Minh Hổ Vương Trảo, đừng nói võ đế. Cho dù là thiên đế của thánh giới, cũng không thể chống đỡ. Sau khi xem xong 10 kiện vật phẩm này, Dương Phong cảm thấy bụng có chút đói, nhìn thời gian một chút, hiện tại đã hơn 7 giờ rồi, Dương Phong bò dậy khỏi giường, mặc quần áo, rửa mặt xong liền đi ra khỏi phòng, đi tới phòng ăn, lúc này, tất cả nhân viên của cửa hàng đều ở đây, hôm nay bọn họ không đến phòng chiếu phim xem phim. Tru Tiên đã kết thúc được mấy ngày rồi, từ sau khi Tru Tiên kết thúc, buổi sáng bọn họ cũng không dậy sớm như vậy để đến phòng chiếu phim xem phim nữa, chủ nhân buổi sáng tốt lành, trưởng quỹ buổi sáng tốt lành, mọi người chào hỏi Dương Phong, Dương Phong gật đầu nói. Nhất Hào, chiều nay ngươi hãy chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, các ngươi khi rảnh rỗi cũng có thể đến phụ giúp một chút, chờ sau khi kết thúc kinh doanh, chúng ta sẽ ăn mừng thật tốt, còn có phát thưởng cuối năm cho các ngươi, bổn. Chưởng quỹ có thể tiết lộ một chút, vật phẩm thưởng cuối năm lần này, so với vật phẩm phúc lợi ngày lễ lần trước còn lợi hại hơn, còn cao cấp hơn, Tiểu Bạch, Huyền Phi, Hồng Vân, Triệu Kính Chi, Lý Tú Ngưng, Hổ Thiên Thiên, Hổ Hoang Hoang nghe được lời này của Dương Phong, hai mắt không tự chủ được mà trợn to, còn nhất Hào, vẫn là bộ dáng bình thường, dường như chuyện này không liên quan gì đến hắn, ngoài chuyện này ra, bắt đầu từ ngày mai, bổn trưởng quỹ quyết định nghỉ 3 ngày, chúng ta chọn một nơi nào đó thật tốt để đi dạo, đi thư giãn một chút, Dương Phong cũng nói với bọn họ chuyện nghỉ 3 ngày, Dương Phong cũng không biết nơi này có chỗ nào vui, nói ra chuyện này cũng là để cho bọn họ tìm xem có chỗ nào vui vẻ để đi, nhưng lúc này trong đầu mọi người đều đang nghĩ đến chuyện vật phẩm thưởng cuối năm, nào có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đi nơi nào chơi. Dương Phong thấy vẻ mặt của mọi người, biết rõ hiện tại bọn họ căn bản không nghe lọt tai những lời nói tiếp theo của mình, đều. Đang ảo tưởng mình sẽ nhận được vật phẩm gì, Dương Phong cười khổ lắc đầu, tiến vào hệ thống, hắn sẽ đăng tải tin tức hôm nay phòng chiếu phim sẽ cập nhật phim Thục Sơn và cửa hàng sẽ nghỉ 3 ngày tới, gửi lên thẻ hội viên, việc này cũng để cho bọn họ chuẩn bị trước, ngày mai đừng đến cửa hàng này xếp hàng một cách ngốc nghếch nữa, sau khi ăn sáng xong, Dương Phong tiến vào phòng chiếu phim, sau khi thao tác một hồi trên giao diện xem phim hắn xem thử vài phút đoạn ngắn của thục sơn ngoại trừ rung động ra hắn không nghĩ ra bất kỳ từ ngữ nào khác để miêu tả không có cách nào ai bảo dương đại trưởng quỹ trình độ văn hóa có hạn chứ dù sao hắn cũng là người mà một câu mẹ kiếp có thể đi khắp thiên hạ bên ngoài cửa hàng duyên đến duyên đi dương trưởng quỹ gửi tin nhắn rồi hôm nay có phim mới xuất hiện ha ha thục sơn nghe cái tên này đã thấy rất ngu bức rồi đáng tiếc ta vẫn chưa rút được thẻ xem phim hai cửa hàng nghỉ ba ngày Ba ngày này thật khó chờ, này, ai nói? Không phải chứ, nhưng mà dịp Tết này, cũng phải để cho dương trưởng quỷ bọn họ nghỉ ngơi một chút, nói không chừng đến lúc đó sẽ có vật phẩm mới xuất hiện, những người bên ngoài cửa hàng, nhìn tin tức trên thể hội viên, bắt đầu bàn tán xôn xao, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ trước việc cửa hàng nghỉ Tết, vào ngày này, bất kể là thế lực nào trên thiên thần đại lục, phần lớn cửa hàng đều sẽ lựa chọn đóng cửa nghỉ buôn bán, bận rộn cả một năm, để cho mọi người ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, thăm hỏi bà con bạn bè một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, tin tức sau khi cửa hàng mở cửa trở lại sẽ có hoạt động, tạm thời vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Một số thế lực và cá nhân đã nắm được tin tức, bọn họ trước tiên đề chuyện này xuống, đợi đến ngày cửa hàng mở cửa trở lại, mới đưa ra sắp xếp. Hai, ta thật sự quá hâm mộ những người có thể xem phim như các ngươi, Tru Tiên vừa kết thúc chưa được mấy ngày, bây giờ lại có phim mới xuất hiện. Không chỉ có thể xem những cảnh chiến đấu đặc sắc, còn có thể học được võ kỹ và tâm đắc tu luyện trong phim, thật sự khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Ai nói không phải chứ, một huynh đệ của ta đã nhận được thẻ xem phim, mới có mấy ngày thôi, sức chiến đấu của hắn đã bắt đầu tăng vọt. Trước khi bọn họ nhận được thẻ xem phim, ta và hắn so chiêu, trong vòng 10 chiêu ta nhất định sẽ thua hắn. Thế nhưng bây giờ ta vậy mà không đỡ nổi ba hiệp trước mặt hắn. Ngươi nói trên lệch này có lớn không? Hi, các ngươi đừng nói nữa, tuy rằng thiên phú của ta không tốt lắm, nhưng trong thời gian hiệu lực của thẻ xem phim này, ta tuyệt đối có thể lĩnh ngộ được một loại võ kỹ trong phong vân. Bây giờ ta đã có chút manh mối về bài vân trưởng, chỉ cần cho ta thêm 10 ngày nửa tháng nữa, ta nhất định có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, không thể nào, thần kỳ như vậy sao? Ngươi chẳng phải mới nhận được thẻ xem phim được 3 ngày thôi sao? Sao nhanh như vậy đã sắp lĩnh ngộ rồi, ở một góc của hàng người đang xếp hàng, có người đang bàn tán về việc mình khao khát có được thẻ xem phim, có người đang bàn tán về thu hoạch của mình trong những ngày qua sau khi nhận được thẻ xem phim. Hiện tại thẻ xem phim cũng đã phát ra được vài trăm cái rồi, nhưng đối với số lượng người đông đảo này mà nói, vẫn chỉ là muối bỏ biển, chính trâu mất một sợi lông, khi thời gian mở cửa buôn bán càng ngày càng gần, những người sở hữu thẻ xem phim cũng đang nóng lòng muốn thử. Vốn dĩ hôm nay có một số người không định đến xếp hàng, nhưng sau khi nhìn thấy tin tức trên thẻ hội viên, liền vội vàng chạy đến, không có lý do nào khác, bọn họ đều muốn xem thử phim mới này như thế nào, Cộc, cộc cộc Ngày cuối cùng của năm theo thiên thần lịch, cửa hàng duyên đến duyên đi bắt đầu kinh doanh, mọi người như thủy triều đổ xô vào cửa hàng, bất quá bọn họ vẫn rất có trật tự, thông dong, như quân đội hành quân tiến vào cửa hàng, mục đích của rất nhiều người đều vô cùng rõ ràng, trực tiếp đi đến khu vực mà mình muốn đến, khu vực phòng chiếu phim, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, bình thường ở đây không cần phải xếp hàng dài, thế nhưng bây giờ, hàng người đã xếp đến tận ngoài cổng. Mọi người đều muốn đến xem Thử sức hấp dẫn của bộ phim mới thuộc sơn này, không lâu sau khi bắt đầu kinh doanh, Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang cùng với Triệu Kính Chi, Nhất Hào liền biến mất, bọn họ phải đi chuẩn bị bữa cơm tất niên. Dương Phong đã nói, bữa cơm tất niên phải thật thịnh soạn, cố gắng làm nhiều món ăn một chút, tốt nhất là xếp bàn ăn thành 2-3 tầng mới được. Theo Dương Phong, có mấy vị đại vương tiểu bạch, Huyền Phi, Hổ Thiên Thiên, Hổ Hoang Hoang này, muốn để cho bọn họ ăn uống thỏa thích, nhất định phải chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mới được trong những ngày bình thường, bọn họ đều chỉ ăn cho đỡ đói, rất ít khi ăn uống một cách sảng khoái, bữa cơm đêm giao thừa này, nếu như không thể ăn uống thỏa thích, không thể ăn uống một cách sảng khoái, không thể ăn đến mức đi không nổi, vậy thì còn gọi gì là bữa cơm tất niên nữa, vì vậy, Dương Phong bảo bọn họ hôm nay giúp nhất hào một tay, là một bàn đồ ăn thật lớn, để cho các nàng ăn uống thỏa thích, buổi trưa, những người tiến vào phòng chiếu phim xem. Xong phim thuộc sơn, từng người một đều thất thần bước ra, điều này khiến dương phong cảm thấy có chút kỳ quái tại sao lại là thất thần không phải nên là phấn khích mới đúng sao mập mạp lại đây dương phong vẫy tay gọi vương mập mạp bởi vì hắn thấy vương mập mạp cũng có vẻ thất thần hắn muốn hỏi cho rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra a à. vương mập mạp nghe thấy dương phong gọi mình ngẩng người ra một chút nhưng sau khi phản ứng lại liền vội vàng chạy về phía quầy dương Trưởng quỷ ngài tìm ta có chuyện gì ạ à? vương mập mạp đi đến bên quầy cười hỏi dương phong trên mặt hắn đã không còn chút vẻ thất thần nào nữa. Hiện tại, hắn cười tuê tuết, vẻ mặt đắc ý. Ta thấy ngươi sau khi xem xong thuộc sơn, tại sao lại có vẻ thất thần? Chẳng lẽ thuộc sơn này không hay à? Dương Phong hỏi Vương Mập Mập vấn đề mà hắn đang thắc mắc. Vương Mập Mập nghe được câu hỏi này của Dương Phong, vội vàng xua tay lắc đầu nói. Không không, Dương Trưởng Quỷ, ta đây không phải là thất thần. Ồ, không phải thất thần thì là gì? Dương Phong nói, Dương Trưởng Quỷ, những người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng mà... Ta cảm thấy đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, Dương Phong nghe thấy Vương Mập mập nói đáng tiếc, lông mày liền nhíu lại, chuyện này có gì? Đáng tiếc chứ, nhưng những lời tiếp theo của Vương Mập Mạp khiến Dương Phong chợt hiểu ra, Thục Sơn này thật sự quá hay, võ kỹ thậm chí còn lợi hại hơn cả Tru Tiên, khiến ta cảm thấy vô cùng phấn khích, nhưng mà nó quá ngắn, chỉ có 2 tiếng, xem xong là hết, Thục Sơn này là một bộ phim điện ảnh, tuy rằng thời lượng phim có hơn 2 tiếng, nhưng so với phim truyền hình thì vẫn còn kém xa, về thời lượng phim điện ảnh vẫn không thể so sánh với phim truyền hình sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân dương phong cũng không nghĩ đến chuyện này nữa chờ sau khi nghĩ tiên kiếm kỳ hiệp truyện một sẽ được phát sóng đến lúc đó những người này sẽ chìm đắm vào bộ phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện ừm vậy thì không có gì chờ sau khi nghĩ sẽ có phim truyền hình tương tự như thục sơn được phát sóng đến lúc đó các ngươi có thể xem thỏa thích dương phong cũng tiết lộ tin tức này cho vương mập mạp mượn miệng hắn để cho đông đảo người hiểu rõ để cho bọn họ thu hồi tâm trạng thất vọng hảo hảo qua một năm vương mập mập nghe được tin tức này thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên bởi vì đây là dương phong chủ động nói cho hắn biết mà không phải hắn dò hỏi trong lòng hắn cho rằng mình ở trong lòng dương phong vẫn có chút địa vị nếu không tại sao dương trưởng quỷ không gọi người khác mà lại gọi hắn tới hơn nữa đem tin tức quan trọng như vậy nói cho hắn biết chẳng phải điều này có nghĩa là hắn đã lọt vào mắt xanh của dương trưởng quỷ sao ngay khi vương mập mập kích động không biết muốn nói gì mấy nữ hài ngụy đình đình cũng tới hỏi vấn đề này dương phong cũng nói sau khi nghỉ sẽ cho chiếu phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện giống như thục sơn hơn nửa tiên kiếm kỳ hiệp truyện này sẽ có nhiều phần có thể để cho bọn họ xem thỏa thích nghe xong ngụy đình đình bọn họ cao hứng bừng bừng vui vẻ về nhà vương mập mạp sau khi nhìn thấy tình huống này trong lòng càng thêm đắc ý hắn nghĩ địa vị của mình trong lòng dương trưởng quỷ tuy rằng không bằng ngụy gia và triệu gia nhưng đã gần với bọn họ rồi tương lai không lâu nữa hắn cũng có thể có được địa vị như những nha đầu này trong lòng dương trưởng quỷ hiện tại. Nghĩ tới đây, vương mập mạp. Vui vẻ như một đứa trẻ, học theo đám người ngụy Đình Đình vừa nhảy nhót vừa chạy ra khỏi cửa tiệm. Dương Phong nhìn vương mập mạp, trợn tròn mắt, vương mập mạp này bị làm sao vậy? Đầu óc có vấn đề. Hay là ra ngoài quên uống thuốc, một tên mập mạp, một lão gia nhóm, ngươi học theo tiểu cô nương nhảy nhót cái gì, ngươi không phải đang làm người ta buồn nôn sao, đến chạng vạn tối, trong tiệm không còn ai, Mọi người cũng đều trở về cùng gia đình ăn cơm tất niên. Hai ngày trước, Dương Phong vô tình nói ra từ cơm tất niên, này liền được mọi người tiếp nhận, bọn họ cho rằng Dương Phong làm như vậy nhất định là có đạo lý, về phần đạo lý gì thì trước mắt bọn họ không biết, dù sao Dương trưởng quỷ. Nói như vậy cũng làm như vậy, chúng ta cứ học theo là được rồi. Đến khoảng 5 giờ chiều, trong tiệm đã không còn ai, Dương Phong liền đóng tiệm sớm. Lúc này, Nhất Hào cũng đã làm xong cơm tối, mọi người cũng đều đi tới nhà hàng ở lầu 2 nhìn trên bàn ăn bày đầy món ngon và rượu ngon tất cả nhân viên cửa tiệm đều tụ tập một chỗ đương nhiên trừ trần lâm ra không nói nhiều lời bắt đầu thôi dương phong không dài dòng không có tổng kết công việc càng không nói những lời cổ vũ khích lệ cho năm sau mọi người sau khi ăn uống no say dương phong lau vết dầu mỡ bên miệng ở một cái xoa xoa hai tay bốt 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 dương phong vỗ tay mấy cái thu hút ánh mắt của mọi người lúc này trái tim của mọi người cũng đập thình thịch bọn họ biết Tiếp theo chính là thời khắc khiến người ta kích động. Dương Phong thấy mọi người dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía mình, cũng biết loại ánh mắt mong đợi này của mọi người là có ý gì, cũng không vòng vo, liền lên tiếng nói. Chắc hẳn tiếp theo, ta muốn nói gì thì mọi người cũng đã đoán được rồi. Dương Phong nói tới đây, ánh mắt chờ mong của mọi người cũng biến thành nóng. Bỗng, trong lòng mọi người đều nghĩ, chủ nhân, trưởng quỷ, sẽ cho mình phần thưởng cuối năm gì. Dương Phong lấy ra hai cái thi minh hổ vương trảo từ trong không gian hệ thống, tiểu bạch, hổ thiên thiên và hổ hoang hoang nhìn thấy thi minh hổ vương trảo này mắt đều không rời ra được bọn họ có thể cảm nhận được trên móng vuốt hổ này có năng lực xé nát tất cả theo tiểu bạch chỉ cần mình có được móng vuốt hổ này mình tuyệt đối có thể chiến thắng võ đế đỉnh phong hơn nữa còn là dễ dàng chiến thắng dương phong nhìn ánh mắt nóng bỏng của tam hổ nhà nhạc nói vật phẩm đến từ một không gian khác gọi là móng vuốt của thi minh hổ vương thi minh hổ vương này thực lực vô cùng cường đại mà cái móng vuốt này có thể xé nát tất cả mọi thứ trong phàm huyền hoang giới, nhớ kỹ là tất cả. Dương Phong nói tới đây, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói. Tuy nhiên, mặc dù nó có thể xé nát tất cả mọi thứ, nhưng sẽ tạo thành thương tổn gì, vẫn phải dựa vào thực lực của người Dung. Hợp thiên minh hổ vương trảo này, mọi người nhìn hai cái móng vuốt hổ trong tay Dương Phong, liền biết hai cái móng vuốt hổ này nhất định là thuộc về tiểu bạch, hổ thiên thiên, hổ hoang hoang ba hổ, rốt cuộc là ai thì phải xem chủ nhân, trưởng quỷ, phân phối như thế nào, dương phong đưa mắt nhìn về phía hổ thiên thiên và hổ hoang hoang nhìn ánh mắt nóng bỏng của hai hổ không khỏi nở nụ cười khi hổ thiên thiên và hổ hoang hoang nhìn thấy ánh mắt dương phong nhìn về phía mình liền biết hai cái móng vút này mỗi người có thể sẽ được một cái thiên thiên hoang hoang hai cái thiên minh hổ vương trảo này mỗi người các ngươi một cái chỉ cần các ngươi dung hợp móng vút này có thể trở thành móng vút thứ năm ẩn giấu dương phong nói xong đưa thiên minh hổ vương trảo trong tay cho hai hổ mỗi con một cái Đồng thời cũng nói cho bọn họ biết nên nhận chủ như thế nào, về sau phải sử dụng như thế nào vân vân. Mọi người nghe Dương Phong giới thiệu xong, da đầu cũng có chút tê dại, trong lòng bọn họ cảm thấy thương hại cho đối thủ tương lai của hai hổ, bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, vốn hai bên thực lực ngang nhau, đang giao chiến thì đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt, một cái móng vuốt có thể xé nát tất cả ở phàm huyền hoang giới, có mấy người có thể phản ứng kịp, Hổ Thiên Thiên và Hổ Hoang Hoang có được thiên minh hổ vương trảo, vô cùng hưng phấn bọn chúng lập tức dung hợp móng vuốt này với thân thể mình sau khi dung hợp thành công liền biểu diễn cho mọi người xem móng vuốt này có thể xuất hiện ở bất kỳ bộ vị nào trên thân thể của bọn chúng khiến người ta khó lòng phòng bị cho dù ngươi biết nó sẽ xuất động móng vuốt thứ năm nhưng ngươi căn bản không đoán ra được nó sẽ ở thời điểm nào ở đâu xuất ra một kích trí mạng này sau khi xem hổ hoang hoang và hổ thiên thiên biểu diễn xong dương phong lấy ra ba khối tinh thạch ba khối tinh thạch này phân biệt là huyền vũ linh tinh bạch hổ linh tinh và chu tước linh tinh khi Tiểu Bạch, Huyền Phi, Hồng Vân nhìn. Thấy những linh tinh này, hai mắt đều đờ đẫn hiện tại trong lòng bọn họ, chỉ có một tiếng gào thét, có được nó, nhất định phải có được nó. Dương Phong cầm lấy Bạch Hổ linh tinh, nhìn Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ta đã từng nói với ngươi chuyện thần thú Bạch Hổ, cái này gọi là Bạch Hổ linh tinh, bên trong linh tinh này có một phần 10 tỷ ký ức tu luyện của thần thú Bạch Hổ, chỉ cần ngươi dung hợp với nó, ngươi có thể có được những ký ức này và tăng nhanh tốc độ tiến hóa thành linh thú dương phong đã từng nói với bọn họ về ngũ thần thú những người đang ngồi đây đều biết thần thú là khái niệm gì thần thú ở đây không phải thần thú mà bọn họ biết đó là một loại thần thú còn cường đại hơn thần linh vô số lần dương phong ném bạch hổ linh tinh trong tay về phía tiểu bạch bạch hổ linh tinh giống như bị thứ gì đó vô hình kéo lấy từ từ bay đến trước mặt tiểu bạch đầu óc tiểu bạch bây giờ trống rỗng sau khi nghe nói bạch hổ linh tinh này có được một phần mười tỷ ký ức tu luyện của thần thú bạch hổ, đầu óc của nó đã rơi vào trạng thái đơ cứng. Dương Phong không để ý đến tiểu bạch đang ngẩn người nhìn bạch hổ linh tinh trước mặt. Cầm lấy huyền vũ linh tinh, nhìn huyền phi đã dung hợp tinh huyết huyền minh vương xà nói, huyền phi, ngươi vốn là ma thú thuộc tộc trùa, trước kia lại dung hợp tinh huyết của huyền minh vương xà, ngươi đã có điều kiện để trở thành huyền vũ, đây là huyền vũ linh tinh, nó cũng giống như bạch hổ linh tinh dung hợp một phần mười tỷ ký ức tu luyện của thần thú huyền vũ, hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội này, tiến hóa thành linh thú, nói xong, cũng ném huyền vũ linh tinh trong tay về phía huyền phi. Huyền vũ linh tinh này cũng nhẹ nhàng bay đến trước mặt huyền phi, Dương Phong cũng không để ý đến vẻ mặt ngây dại của huyền phi, hắn cầm lấy khối chu tước linh tinh cuối cùng, nhìn Hồng Vân, lúc này, hồn thể của Hồng Vân không ngừng rung rẩy, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, Hồng Vân, đây là chu tước linh tinh bên trong cũng có một phần mười tỷ ký ức tu luyện của chu tước ta hy vọng ngươi có thể giống như chu tước niết bàn trọng sinh một lần nữa có được thân thể của mình khi nhìn thấy chu tước linh tinh dương phong đã định tìm cho hồng vân một thân thể thích hợp hoặc là tìm cho nàng một bộ công pháp tu luyện hồn thích hợp hiện tại có chu tước linh tinh này bên trong tuyệt đối có ghi chép ký ức niết bàn trọng sinh nếu hồng vân muốn tiến hóa thành chu tước vậy thì nàng nhất định phải niết bàn trọng sinh một lần nếu không muốn tiến hóa thành chu tước là điều không thể sau khi giao chu tước linh tinh cho hồng vân hắn đưa mắt nhìn về phía nhất hào đang hầu hạ bên cạnh khi nhất hào nhìn thấy dương phong nhìn về phía mình hồng quang trong mắt hắn mới bắt đầu không ngừng lóe lên nhất hào tiếp theo sẽ đến lượt ngươi nhất hào nghe dương phong nói hồng quang trong mắt không ngừng lóe lên điều này cũng cho thấy tâm trạng của hắn bây giờ có vẻ rất không bình tĩnh dương phong thấy hết mọi thứ trong tay hắn xuất hiện một khối khởi linh thạch triệu kính chi và lý tú ngưng tò mò nhìn khối khởi linh thạch tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong tay dương phong tiểu bạch bọn họ đang chăm chú nhìn vật phẩm trong tay mình không hề chú ý đến tình hình hiện tại mà sau khi nhất hào nhìn thấy khởi linh thạch đôi mắt lóe hồng quang kia trực tiếp biến thành màu đỏ không còn lóe lên nữa nhất hào khởi linh thạch này là của ngươi sau khi có được khởi linh thạch ngươi có thể có được tư duy độc lập của riêng mình làm nền tảng vững chắc cho việc tịnh hóa thăng cấp tiếp theo, Nhất Hào không hiểu rõ lắm lời Dương Phong nói, nhưng hắn hiểu rằng, khởi linh thạch này đối với hắn vô cùng quan trọng, chỉ cần có được khởi linh thạch này, hắn sẽ giống như tiểu Bạch bọn họ, có được linh trí độc lập, có được tư duy bình thường, cảm ơn chủ nhân, tuy tâm trạng Nhất Hào rất không bình tĩnh, nhưng ngữ khí và động tác của hắn không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như vậy, cũng không có gì lạ, ai bảo hắn là khôi lỗi chứ? nếu Nhất Hào có thân thể, vậy thì sẽ là một cảnh tượng khác, Nhất Hào cầm khởi linh thạch, trực tiếp nhét vào miệng. Sau khi khởi linh thạch vào miệng Nhất Hào, lập tức xuất. Hiện biến hóa, hai mắt Nhất Hào phát ra kim quang, nhưng kim quang này cũng chỉ duy trì chưa đến ba hơi thở, lại biến trở về màu đỏ, Nhất Hào đa tạ chủ nhân ban thưởng, Nhất Hào hành lễ với Dương Phong, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, từ giờ khắc này, hắn sẽ có tư duy của riêng mình, không khác gì người bình thường, từ giờ khắc này, hắn cũng sẽ có hỉ nộ ái ố của riêng mình, ha ha, Nhất Hào, đây là thứ ngươi nên có. Dương Phong nhìn Nhất Hào, giọng nói không còn cứng nhắc như máy móc, trong lòng vô cùng vui vẻ, lúc này hắn đưa mắt nhìn về phía Triệu Kính Chi và Lý Tú Ngưng, hai vợ chồng nhìn thấy Dương Phong nhìn qua, tâm trạng cũng bắt đầu kích động, bởi vì, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ, hiện tại hai vợ chồng đang đoán xem mình sẽ nhận được vật phẩm gì, vân đến, Dương Phong nhếch khóe miệng, khẽ gọi một tiếng lúc này tiểu bạch bọn họ nghe thấy dương phong nói đều đưa mắt nhìn qua nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha